Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 5. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số 3, Unit 3, My Foreign Friends, những người bạn nước ngoài của tôi. Tiết số 1, Lesson 1. Trong tiết số 1 này, chúng ta sẽ cùng nhau học tên của một số các quốc gia và từ quốc tịch tương ứng của nó. Ví dụ quốc gia này thì cái người ở quốc gia này thì người ta sẽ mang cái quốc tịch như thế nào ha? Vậy chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời quốc tịch của bạn là gì? Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau học một số các từ vựng mới trong phần này. Các bạn sẽ cùng nhìn vào bức tranh, cùng lắng nghe và luyện đọc từ vựng với Miss nhé. Country, 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 quốc gia. Nationality, 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 quốc tịch. Quốc tịch có nghĩa là bạn là cái người của nước nào ấy. Chúng ta sẽ nhìn vào lá cờ và chúng ta sẽ đọc tên của quốc gia tương ứng. Từ đó mình sẽ suy ra cái quốc tịch của nó nhé. America, America, American, American, America, American. Australia, Australia, Australia. Australian, Australian, Australia, Australian. Chúng ta sẽ thấy nè, United Kingdom gọi là UK, Vương quốc Anh. Vương quốc Anh nó sẽ bao gồm bốn những cái quốc gia nhỏ nè: Northern Ireland, Great Britain. Trong Great Britain chúng ta sẽ có England, Scotland và Wales. Britain, Britain, Britain. British, 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 Britain, British. England, English, English, England, English. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Malaysian, Malaysian, Malaysia, Malaysian. Japan, Japan. Japanese, Japanese, Japan, Japanese. Thailand, Thailand, Thailand. Thai, Thai, Thailand, Thailand, Thai. Việt Nam, Việt Nam. Chúng ta sẽ có hai cách viết cho từ Việt Nam. Các bạn viết tách rời ra thì chữ N các bạn sẽ viết hoa. Hoặc là các bạn viết dính liền là thì chữ N các bạn sẽ không cần viết hoa ha. Vietnamese, Vietnamese, Việt Nam, Vietnamese. Singapore, Singapore, Singaporean, Singaporean, Singapore, Singaporean. Chúng ta sẽ cùng ôn lại các từ vựng mình vừa mới học, bao gồm tên của các quốc gia và tên của quốc tịch tương ứng với quốc gia đó. Country, country, America, Malaysia, nationality, Australia, Japan, Việt Nam, England, Australian, Japanese, American, Malaysian. Để giúp các bạn có thể dễ nhớ từ vựng, mình sẽ cho các bạn chơi một trò chơi. Các bạn sẽ nhìn vào bức hình ở bên tay trái và mình sẽ chọn cái từ vựng tương ứng của tiếng Anh ở bên tay phải của nó. Ví dụ bức hình đầu tiên chúng ta thấy đây là gì? Đất nước Mỹ. Và đây là con người của đất nước Mỹ đúng không? Ông tổng thống, một người nổi tiếng, khá nổi tiếng, cựu tổng thống. Thì bây giờ mình sẽ chọn từ American, American. Tương tự với những bài sau nhé.
Đầu tiên, look, listen and repeat. Nhìn vào bức tranh, lắng nghe và lặp lại. Trong phần này chúng ta sẽ có hai bức tranh A và bức tranh B. Ở mỗi bức tranh sẽ có đoạn hội thoại giữa những nhân vật trong bức tranh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe thử người ta nói những cái vấn đề gì và sau đó mình sẽ cùng nhau lặp lại là thứ nhất, sau đó tìm hiểu thử cái nội dung người ta nói. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. One. Look, listen, and repeat. A. Mom, I have a new foreign friend. Do you? Where's he from? He's from Australia. B. What nationality is he? He's Australian. Sau khi lắng nghe rồi thì các bạn sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Mình phân vai ra rồi sau đó mình luyện đọc. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung mà mọi người nói nè. Ở bức tranh A, mẹ ơi, con có một người bạn ở nước ngoài mới. Người bạn mới hả? Anh, cậu ấy đến từ đâu vậy? Cậu ấy đến từ nước Úc. Ở bức tranh B, bố hỏi nè, quốc tịch của cậu ấy là gì vậy? Cậu ấy là một người Úc, Australian. Vậy thì trong này chúng ta sẽ thấy nè, có hai câu chúng ta hỏi về nơi xuất nguồn gốc của bạn ở đâu, có nghĩa bạn đến từ đất nước nào và liên quan đến quốc tịch ấy. Câu đầu tiên là where's he from, where's he from, anh ấy đến từ đâu, thì đối với những câu này chúng ta sẽ trả lời he's from cộng với cái tên của quốc gia. Và ở câu thứ hai, what nationality is he, nationality, khi người ta đề cập đến nationality là người ta muốn hỏi các bạn về quốc tịch ấy, có nghĩa là người nước nào, thì lúc đó các bạn sẽ trả lời he's hoặc là she nếu là nam hoặc là nữ, tương ứng cộng với cái tên quốc tịch của người ta. Ví dụ tên đất nước là Australia và tên quốc tịch sẽ là Australian, tương tự như vậy ha. Các bạn xem nè, what nationality is he hoặc là is she, tùy theo con trai thì mình dùng he mà con gái thì mình dùng she. Và tất nhiên khi hỏi he mình trả lời he's, khi hỏi she mình trả lời she's, và mình cộng với tên vậy quốc tịch của họ ha, Japanese, người Nhật Bản, đất nước Japan nhưng người phải là Japanese, người Nhật Bản. Vậy thì khi mà mình muốn thay đổi cái quốc tịch, mình chỉ cần thay đổi cái quốc tịch vào cái chữ màu đỏ này thôi, còn lại các câu hỏi và câu trả lời thì nó y chang như thế này thôi. Để mà có thể luyện kỹ hơn giúp các bạn nhớ thì chúng ta sẽ qua phần số 2 nè. Listen, point and say. Lắng nghe, chỉ vào bức tranh và sau đó nói. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh A, B, C và D. Ở mỗi bức tranh chúng ta sẽ thấy là cái hình của một bạn nam hoặc là một bạn nữ và cái lá cờ của bạn ấy, đúng không? Cái lá cờ của quốc gia của bạn ấy. Và ở phía dưới nó sẽ có luôn cái từ vựng chỉ cái quốc tịch của bạn. Chúng ta sẽ nhìn vào từng bức tranh và sau đó mình sẽ hỏi what nationality is he hoặc là she, bạn cô ấy hoặc là anh ấy có quốc tịch là gì, sau đó mình trả lời he's hoặc là she's cộng với cái tên quốc tịch ở dưới mỗi cái bức tranh đây nè ha. Câu bức tranh đầu tiên nè, các bạn thấy nè, biểu tượng của con kangaroo, kangaroo là biểu tượng của nước Úc, đúng không? Ở bức tranh B thấy cái tòa tháp đôi nè hoặc là cái lá cờ nè, thì đây là đất nước Malay. Malay thì nó sẽ là đất nước Malaysia, con người sẽ là Malaysian. Ở hình C, bạn nữ này nè có tượng bức thần tượng nữ thần tự do, đây là một biểu tượng của nước Mỹ ha. Và câu D có núi Phú Sĩ ở phía sau nè, hoa đào nè và lá cờ của Nhật Bản, thì bạn ấy là một người Nhật ha. Trước khi các bạn luyện tập, chúng ta cùng nhau lắng nghe trước nhé. Two. Listen, point and say. What nationality is he? He's Australian. What nationality is she? She's Malaysian. What nationality is she? She's American. What nationality is she? She's Japanese. Sau khi lắng nghe xong rồi thì chúng ta sẽ cùng phân vai, một bạn hỏi và một bạn sẽ trả lời. Bạn có quốc tịch là gì? Cô ấy hoặc là anh ấy có quốc tịch là gì? What nationality is he hoặc là is she? Các bạn để ý nè, bức tranh đầu tiên, bức tranh A chúng ta sẽ hỏi là he, còn ba bức tranh B, C và D chúng ta sẽ dùng là she, bởi vì là ba bạn nữ ha. Chúng ta đến với phần số 3, let's talk, luyện nói. Trong phần này chúng ta sẽ có các cái bức tranh
gồm những cái bạn nè, có những bạn nam và những bạn nữ. Các bạn ấy sẽ đứng ở bên cạnh những cái biểu tượng của cái quốc gia của bạn ấy. Cái bạn này nó hơi khó một tí, đó là người ta không có để cái lá cờ cho các bạn nhận dạng, mà người ta chỉ để là những cái biểu tượng đặc trưng của đất nước đó. Và các bạn sẽ nhìn vào đó để các bạn hỏi là quốc tịch của cô ấy hoặc là anh ấy là gì ha. Cái phần số 2 hồi nãy á, ở trong cái từng bức tranh nó cũng có ghi những cái đặc điểm như thế này rồi, những cái gọi là gì ha, những cái điểm đặc trưng ấy, những cái biểu tượng của đất nước đó. Và các bạn có thể quen thì mình sẽ quay lại bài số 2 mình coi nhé. Ví dụ đầu tiên bạn nữ này nè, tháp đôi, có cái Twin Towers, tháp đôi chính là cái biểu tượng của Malai ha, Malaysia. Câu B nè, con kangaroo là biểu tượng của nước Úc. Bạn nữ này, biểu tượng nữ thần tự do là biểu tượng của nước Mỹ. Và bạn nam cuối cùng là biểu tượng của nước Phú Sĩ, đó là đất nước Nhật Bản, đúng không? Vậy thì mình có thể nói xuống dưới nè, Miss nói luôn cho các bạn nè. Đầu tiên nè, bức hình đầu tiên là người B. Đấy, Malaysian, đúng không? Thứ hai là Australian, nước Úc. Thứ ba là tượng nữ thần tự do là biểu tượng của American, nước Mỹ. Và cuối cùng là Japanese, nước Nhật Bản. Nha. Rồi, vậy cái ra các bạn lưu ý luôn một cái nè. Cái tên của quốc tịch, ha, cái tên người của nước nào nó giống y như tên của quốc gia, chỉ cần mình thêm chữ gì vào thôi. Ví dụ Malaysia và Australia và America mình thêm chữ N. Còn Japanese và Vietnamese thì mình thêm chữ ESE ha. Nó sẽ có một số cái đi từ cố định như vậy. Các bạn học thuộc nhé. Rồi, trước khi chúng ta làm bài tiếp theo thì Miss sẽ cho các bạn ôn lại một số này, mở rộng ha. Ngoài cái câu hỏi quốc tịch, người ta hỏi là what nationality is he hoặc is she, chúng ta có thể hỏi là what's her hoặc là his nationality, quốc tịch của cô ấy hoặc là anh ấy là gì vậy ha. Thay vì what nationality is he is she thì mình có thể dùng cái công thức này, what's her nationality hoặc là what's his nationality. Và tất nhiên câu trả lời nó cũng y chang thôi, his. Nếu hỏi her thì mình trả lời là she's, mà nếu hỏi his thì mình trả lời là he's, tùy theo bạn nam hoặc là bạn nữ. Và câu trả lời thì nó vẫn cứ là tên của quốc tịch, tên của Japanese, tên của người đấy. Rồi, khác với hỏi quốc tịch, chúng ta còn hỏi một câu nữa là bạn đến từ đâu, để mình trả lời về tên đất nước sẽ là from, where is he from hoặc là where is she from, anh ấy hoặc cô ấy đến từ đâu. Vậy khi người ta hỏi là from thì tất nhiên mình phải trả lời from, he thì his mà she thì she's, và lúc này mình sẽ không để tên quốc tịch nữa nhé, mình để tên riêng là đất nước Japan ha. Where's he from, anh ấy đến từ đâu thì tất nhiên phải đến từ đất nước chứ không thể nào đến từ quốc tịch được nha, lưu ý câu hỏi nhé. Thay vì dùng where is he from, chúng ta có thể dùng động từ come from. Come from. Where does he come from? Hoặc là where does he come from? Mà đã hỏi come from thì phải trả lời là comes from. Và tất nhiên, đến từ đâu thì cũng phải là đến từ đất nước chứ đúng không? Cộng với tên của quốc gia mà, Japan. Ha. Vậy thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn có hai câu, hai cách để hỏi về quốc tịch và hai cách để hỏi về quốc gia đó nha. Xem nè, I'm from, tôi đến từ. Tất nhiên chỗ này các bạn sẽ cộng với tên của quốc gia. Và thì tất nhiên các bạn sẽ đặt tên với quốc tịch nhé. Khi mà giới thiệu bản thân của mình thì để điều đó, I'm from Vietnam and I'm Vietnamese. Ha? Tôi đến từ đất nước Việt Nam và tôi là người Việt Nam. Phân biệt nha. Phần số 4, listen and tick, lắng nghe và tick vào đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có hai câu số 1 và câu số 2. Ở mỗi câu chúng ta sẽ có 3 bức tranh A, B và C. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và khoanh tròn và tick vào cái đáp án đúng ở mỗi bức tranh A, B hoặc là C. Đúng với cái phần listening mà các bạn nghe được. Trong phần này nè, các bạn để ý câu số 1 nó sẽ có 3 bạn nam này. Và ba bạn đó mặc những cái áo nó có cái lá cờ của quốc gia, đúng không? Còn ở bức tranh phần câu số 2 nè, ở ba cái bức tranh ABC sẽ có ba bạn nữ, và ba bạn nữ sẽ ở vào những cái bức tranh có cái biểu tượng đặc trưng của cái đất nước của bạn ấy, đúng không? Vậy thì trước khi lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nhìn vào bức tranh và mình đọc cái nội dung của bức tranh đó lên.
Câu số 1 nè, bức tranh A, Japan là Japanese. Ở bức tranh B chúng ta thấy lá cờ của nước Mỹ là America và tên quốc tịch là American. Ở bức tranh C chúng ta thấy là Australia và quốc tịch là Australian. Ở bức tranh số 2, bạn nữ này thấy có cái đây là đồng hồ Big Ben đúng không? Sẽ là England. Đồng hồ Big Ben ở London đúng không? London đúng không? Chúng ta sẽ có England hoặc là English. Ở bức tranh B, đây là cái nhà hát ha, nhà hát con sò. Thì chúng ta sẽ có là Australia hoặc là Australian. Ở bức tranh C có tháp đôi này, biểu tượng của Malaysia. Thì chúng ta sẽ có là Malaysia hoặc là Malaysian. Nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Và các bạn sẽ tích vào đáp án ABC tương ứng. 4. Listen and tick. 1. Look at Sam. Who? Is he playing football? Yes, he is. What nationality is he? He's Japanese. 2. Is your new friend from Malaysia? No, she isn't. What nationality is she? She's Australian. Sau khi lắng nghe rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nè. Câu số 1 đáp án đúng sẽ là đáp án A, Japanese. Và câu số 2 đáp án đúng sẽ là đáp án B, Australian. Phần số 5, read and circle. Đọc và sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 câu, câu số 1, 2, 3, 4. Ở mỗi câu này chúng ta sẽ có các cái bức tranh và cái ở phía dưới bức tranh nó sẽ có cái lời giới thiệu về cái bạn ở trong cái bức tranh đó. Bao gồm là thứ nhất là tên nè, thứ hai là bạn ấy đến từ đất nước nào hoặc là quốc tịch của bạn ấy là gì. Ha. Và câu số 3, số 4 thì nó có cả câu hỏi và câu trả lời nữa. Các bạn để ý xem thử người ta hỏi về bạn đến từ đâu hay là người ta hỏi quốc tịch của bạn là gì nhé. Tất nhiên cái hình này nó sẽ là gợi ý để các bạn khoanh tròn và đáp án đúng nha. Ví dụ số 1 nè, đây là Sally, cô ấy đến từ, để ý nè, she's from, cô ấy đến từ đâu đó thì nó phải cộng với tên của quốc gia, đúng không? Thì coi cái lá cờ này các bạn xem thử đây là đất nước nha. America, America, đúng không? Đất nước Mỹ nha, America. Câu 2, câu 3 và câu 4. Câu 2, đây là bạn Alvin và anh ấy là his. Tất nhiên chỗ này chúng ta sẽ đi với quốc tịch. Coi thử cái lá cờ này là của Malaysia hay là của British. Đáp án đúng là Malaysian. Bạn ấy là người Malaysia nhé. Câu số 3. Cái này sẽ có câu hỏi và câu trả lời. What gì đó is Sakura? Các bạn để ý nè. Người ta đang hỏi về quốc tịch hay là where, nơi nào? Vậy thì mình sẽ xem cái câu trả lời này. Indian là người Ấn Độ, Japanese là người Nhật Bản. Vậy thì đây là những cái đáp án đều trả lời về gì? Quốc tịch. Vậy chúng ta sẽ hỏi là what nationality? Quốc tịch của cô ấy là gì? Và tất nhiên cái lá cờ này của Nhật Bản chúng ta sẽ chọn Japanese. Ở câu số 4, what nationality? Is hay là was? Các bạn lưu ý là khi hỏi về quốc tịch có nghĩa đó là sự thật đúng không? Thì dù ở quá khứ hay hiện tại ha, ví dụ hôm qua hoặc là hôm nay hoặc là ngày mai thì bạn vẫn là cái người đó, vẫn là quốc tịch đó, thì mình sẽ không thể nào dùng was mà mình luôn đi với công thức is. What nationality is cộng với cái tên của bạn đó. Tommy có quốc tịch là gì vậy? He's, nhìn lá cờ này là lá cờ của nước Úc, Australian. Australian. Phần 6, let's sing, luyện hát. Phần này chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai đoạn văn, hai đoạn bài hát nhé. Nói về my friends, những người bạn của tôi. Và trong mỗi đoạn văn này nó sẽ giới thiệu về những người bạn của tôi. Bao gồm là gì? Quốc tịch của cô ấy là gì? Cô ấy đến từ đất nước nào? Và giới thiệu về đặc điểm của đất nước đó. Sẽ cùng nhau lắng nghe trước nhé. Six. Let's sing. My friends. She's British. She's from Britain. It's a land of lakes.
from Australia. Khi lắng nghe rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này nè. Những người bạn của tôi, cô ấy là người Anh, cô ấy đến từ đất nước Anh. Đó là một vùng đất của những hồ và các cái công viên. Bạn có thể nhìn thấy dòng sông Thames ở đó. Anh ấy là người Úc, anh ấy đến từ đất nước Úc. Đó là vùng đất của mặt trời và những cái điều vui thú. Bạn có thể nhìn thấy những con kangaroo ở đó. Con chuột túi ha, kangaroos. Các bạn sẽ lắng nghe lại ha, rồi sau đó mình sẽ cùng luyện hát để mà mình cải thiện cái phát âm cũng như là cái intonation nhắn giọng của mình. Kết thúc tiết số 1 của bài số 3 Unit 3 My Foreign Friends, những người bạn nước ngoài của tôi. Chúng ta sẽ tổng hợp lại những cái nội dung mình vừa mới học. Phần số 1 từ vựng, chúng ta học được một số các từ vựng mới: nationality, quốc tịch, American, người Anh, người Mỹ, Australian, người Úc, Malaysian, người Malaysia, Japanese, người Nhật Bản. Ở câu số 2 structure, chúng ta học cấu trúc câu hỏi: bạn có quốc tịch là gì, hoặc là cô ấy anh ấy có quốc tịch là gì. What nationality is he, hoặc là is she, his hoặc là she, cộng với cái quốc. Mà không muốn hỏi anh ấy hoặc cô ấy, mình muốn hỏi nhiều người là they, hoặc là muốn hỏi bạn thì dùng you. Ha? What nationality are you? What nationality are they? Khi hỏi you, tất nhiên sẽ trả lời I'm, và khi hỏi they, trả lời they're, cộng với cái quốc tịch của người đó. Ví dụ, I'm Vietnamese, hoặc là they're Vietnamese. Như vậy là chúng ta đã kết thúc xong tiết số 1 của bài số 3 Những người bạn nước ngoài của tôi. Mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!